Hello, what's up? Xin chào tất cả các anh em. Xin chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại trận đấu thứ hai tại bảng B trong khuôn khổ giải đấu The Chosen One mùa thứ 12. Vâng, rất là nhanh khi mà giải đấu The Chosen One của chúng ta đã bước sang mùa thứ 12 rồi. Giải đấu này thì được thực hiện bởi TG TV, TG Studio, được phát sóng trên hai nền tảng, đó chính là Facebook và YouTube cùng thương hiệu đó là TG TV. Và nếu như quý vị và các bạn chúng ta đang cùng theo dõi trên hai kênh sóng này của TG TV thì hãy vui lòng hãy cùng với chúng tôi thả like và hãy comment số 1 giúp chúng tôi biết rằng quý vị chúng ta vẫn đang theo dõi giải đấu lần này. Và giải đấu của chúng tôi sẽ được diễn ra hàng tháng với quy tụ tại các game thủ TFT hàng đầu tại Việt Nam, và giải đấu của chúng tôi cũng là giải đấu hàng đầu tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và sau trận đấu đầu tiên thì Cảo Cảo đã có cho mình một trận đấu top 1 với một bài đấu meta. Và đây là bảng điểm của chúng ta sau trận đấu đầu tiên. Một trận đấu top 1 thì mang về cho cô gái của chúng ta 10 điểm. Xếp ngay sau đó là trùm cuối 8 điểm, Dendy 7 điểm, Negative IQ đang có cho mình 6 điểm. So 5261, TG Steel và Kurokyo lần lượt chia nhau 4321. Và nhìn vào bảng điểm của chúng ta thì rất bất ngờ khi mà người dành cho mình một trận đấu top 1 ở trong trận đấu đầu tiên thì lại là một cô gái duy nhất ở trong lobby của bảng B, đúng không anh Long? Điều đấy thì làm anh cảm thấy vô cùng tự hào về cô gái nhỏ bé của chúng ta, khi mà anh luôn luôn là người rất là ưu tiên những phụ nữ, và ngày hôm nay thì cô gái này đã đang tạo nên một cái điều bất ngờ trong một cái lobby toàn những cộm cán ở trong game TFT tại Việt Nam, được không Bonji? À, đúng là như vậy, nhưng mà phải nói là chia sẻ một chút là rất nhiều các bạn top thách đấu có chia sẻ với tôi rằng là rất sợ Cảo Cảo, gặp Cảo Cảo trong rank, địa hình như chàng trai FVM Kurogyo. Khi mà có lẽ ngay trận đấu đầu tiên tôi đã cảm thấy câu nói đó là đúng rồi, khi mà Kurogyo thì anh ta dừng lại ở vị trí 8, còn Cảo Cảo có cho mình một trận đấu top 1, đúng là khắc tinh của nhau. Và không biết rằng liệu rằng trận đấu thứ hai này Kurogyo anh ta có thể comeback lại trở lại bộ mặt mà tôi đang muốn nhìn thấy ở Kurokyo hay không, khi mà Kurokyo đã từng lên ngôi vô địch ở giải đấu The Chosen One rồi. Và nói một cách không ba hoa một chút nào thì Kurokyo hoàn toàn anh ta có thể comeback ở hai trận đấu sắp tới, khi mà nếu một trận đấu tốt ở trong trận đấu game thứ hai và một trận đấu game thứ ba anh ta thi đấu ổn định hoàn toàn, một tấm vé đi đến trận bán kết của anh ta là có cơ sở, thì cùng hy vọng rằng chàng trai FVM Kurokyo anh ta có thể giữ được bình tĩnh cũng như là đạt được kết quả tốt nhất ở trong hai trận đấu sắp tới. Một bài đấu mà Cảo Cảo, anh Long, một bài đấu Fiora nó quá ổn định ở cái phiên bản hiện tại, thì anh Long nghĩ rằng việc mà Riot Games nớp đi vị trí của Fiora hay là Zhone có là điều cần thiết ở cái meta sắp tới hay không, hay là như thế này chúng ta đã cảm thấy là cái meta là khá cân bằng rồi? Rõ ràng rằng trong một vài ngày qua, nhất là khi giải đấu đang được lên sóng, thì quân bài thách đấu Zhone hay là Fiora đang làm mưa làm gió trên các cái trận đấu của TFT tại Việt Nam ở tất cả các bậc danh, và Long đã được trải nghiệm rất là nhiều. Và khi mà gặp phải, nếu như mình không chơi bài đấu này ấy, thì mình cảm thấy vô cùng khó chịu khi mà gặp phải Zhone hay là Fiora, và chắc chắn là trong bản cập nhật tiếp theo thì Riot cũng sẽ, có lẽ là cũng sẽ phải giảm sức mạnh một chút để có thể cân bằng được các hệ thống. Và thêm vào bên cạnh đó thì việc mà các bạn lựa chọn cho mình những cái lối công nghệ phù hợp, có cái hướng đi của mình rõ ràng thì đều là những cái bộ bài đáng giá cả mà thôi. Khi mà tôi đánh giá rất cao ở cái ngay cái meta đầu tiên, meta 11.22 này, cái sự đa dạng trong lối chơi cũng như cái sự bất ngờ và sự sáng tạo của các tuyển thủ sẽ đẩy lên cái mức cao nhất. Và đây là một kháng phép dành cho Cảo Cảo với một con single Dendy. Một con single cầm cho mình một cái áo choàng bạc có lẽ là một cái món đồ rất ngon trên cùng một vị tướng này, thì Cảo Cảo có thể hướng ngay tới, đó chính là một cái bài dép về nhà phát minh tái chế, Một ra mảnh một giáp mảnh giáp lưới nữa, dành cho cả. cũng khá là đẹp tính đến thời điểm hiện tại. Đó, có ngay khung bài nhà phát minh rồi, chỉ cần thiếu một con tướng nữa thôi, có Fview, có thêm một con sinh nữa. Cảo Cảo đang chết bài rất chóng mặt, chết bài từ rất sớm, đó là Cày thói rất nhanh, quen của các top thách đấu rất nhanh. cũng là một cô gái trẻ mà thôi. Những cái thao tác tay này làm tôi nhớ đến một người em game thủ rất là nổi tiếng ở bên Thái, đó chính là người em TG Đức Anh. Ngày hôm nay thì trong giờ đến lúc này thì Đức Anh vì một số các cái chuyện cá nhân cho nên là đã không thể tham dự giải đấu, đó là một cái điều rất là đáng tiếc đối với anh em khán giả. Nhưng mà ngày hôm qua thì tôi cũng đã nhận được rất là nhiều các inbox từ phía khán giả là tại sao mà game thủ nổi tiếng như thế mà lại không được tham gia giải. À, đúng như vậy, khi mà rất đáng tiếc khi mà ngày hôm qua Đức Anh gặp một chút khó khăn, cũng như là Đức Anh có việc riêng nên là Đức Anh không tham dự trong loạt đấu BO3 của bảng A. Đó là một sự tiếc nuối vào buổi tối ngày hôm qua. Còn quay trở lại với trận đấu thì TG Steel anh ta lấy cho mình cái lõi
có hai hình nhân thế mạng và lượng đồ anh ta đang có cho mình cái mảnh rất ngon rồi. Dường như là TG Steelnet đang thể hiện rằng mình là người rất là thích các cái lõi công nghệ liên quan đến hình nhân thế mạng. Khi mà trận thi đấu trước thì anh ta cũng lựa chọn cho mình một cái lõi công nghệ tương tự như thế này. Đúng là như vậy. TG Steel anh ta thường nói với tôi rằng anh ta thích số nhiều, và có lẽ là anh ta cứ thích trên sàn đấu của anh ta nhiều chét hoặc là nhìn nó đầy đủ một chút thì nó sẽ là bắt mắt hơn. Và đây là một cái lõi hình nhân. Nếu như anh ta có cho mình là ba nhà phát minh thì thực sự level 4 anh ta đã có 7 chess trên bàn. Có Nhìn rất nhiều đối tượng ở trên bản đồ đúng không? Còn gì? đúng là như vậy. Ở game đấu đầu tiên thì chúng ta mải để ý đến những người top 1 và những người top 8 mà chúng ta quên mất rằng ở vị trí top 7 đã dành cho TG Steelnet, thì không biết rằng là đó là một pha lọc fan hay là như thế nào, thì hãy cùng chờ xem người thứ ba 2 và 3 thì liệu đây. Dũng Bùi có comeback được không. Còn ngày đây qua cả thì ngày hôm qua thì TG Fit đã gọi rồi, ngày hôm nay không biết rằng là Steelnet có trả lời được không, có đáp lời được không. Mừng giải giới đầu game bởi con Gray quá khó chịu đi, và đó là sức mạnh, đó là sức mạnh của vị tướng Gray ở khoảng thời gian early game. Mặc dù Cảo Cảo có cho mình 3 cho đồ và có cho mình một con sinh hai, nhưng mà không, cô gái chúng ta thu nguyên nhà và chỉ còn lại cho mình là 92 máu mà thôi. Ra một con vách rất ngon cho Cảo, rất đỏ, rất ngon. Và Bossy có đồng ý với anh một điều rằng là cái hệ Zodo này nó cũng khá giống các cái hệ kiếm tiền đúng không? Tại vì là mỗi mỗi một ra đấu thì nó lại cho mình một con tướng từ 1 đến 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 3 vàng. Thì rõ ràng rằng đây cũng là một cái lượng tiền khá lớn để chúng đúng ta có là thể như thế. Hack được một chút ở đầu game. 3 vàng là một số tiền quá lớn. Vâng, Cảo Cảo đang xếp cho mình là hàng chéo tập hợp. Và bên cạnh đó thì anh Long ạ, tôi nghĩ rằng cái bộ Zodo này nó là một cái biến thể nhỏ nhỏ của Long tộc. Khi mà nó những quả trứng nở ra là không khác gì việc mà các bạn đánh long tộc các bạn nở trứng, nhưng mà đây do đồ thì khác một điều là các bạn có luôn cho mình những con thứ cần thiết, không để các bạn phải chờ đợi quá lâu. Và đó là một cái bộ bài mà hoàn toàn các bạn top thách đấu có thể sử dụng được ở khoảng thời gian đầu của trận đấu. Sau khi mà hack tiền đầy đủ rồi thì có thể xoay bài ở khoảng thời gian khi mà các bạn up lên level 7. Và kia là một cái vô cực kiếm dành cho vị trí của Kurokyo. Và Kurokyo anh ta vẫn đang thể hiện mình là khi mình là gặp Cảo ở trong một cái round đấu thì anh ta luôn luôn là người thua. Ở trên khung chat hiện tại đang có rất là nhiều các bạn xin số điện thoại Cảo, như là xin thông tin của Cảo. Đây là một cái lối xếp bài mà dường như đã muốn gửi đến thông điệp tới các bạn viewer là các bạn phải xếp hàng không? Xếp hàng thì có số điện thoại hàng, được không có gì. Một cái thông phải xếp thông hàng, điệp phải xếp hàng. Đây là một cái thông điệp rất ý nghĩa của Cảo Cảo dành cho chúng tôi, ban tổ chức cũng như là các bạn khán giả đang theo dõi, đó chính là chúng ta nên tập xếp hàng. Nếu như chúng ta chưa có thói quen xếp hàng thì chúng ta nên có một cái thói quen xếp hàng. Cảo Cảo đang đứng đầu cho mình là game thủ 5261. Ở trên khung chat thì chúng tôi cũng thấy rất là nhiều các bạn thắc mắc về dãy số này, thì có nhiều bạn nói rằng đây là mã số sinh viên của bạn ấy. Tôi cũng đang tôi cũng đã thử tìm kiếm cái mã số này ở trên Google nhưng mà gần như là không có kết quả, ngoài kết quả mà trong giải đấu này ra thì không có kết quả nào tương tự như dãy số của bạn ấy cả. Có lẽ rằng sau giải đấu này tôi cũng muốn là cũng phỏng vấn một chút xíu về cái dãy số rất là bí ẩn này của bạn ấy. Cào Cào 82 máu. Kurokyo thì vẫn luôn là người chịu thua. Trận đấu đầu tiên anh ta cũng chịu thua, và trận đấu này vẫn là một cái chịu thua bào của Kurokyo, chỉ còn lại cho mình 78 máu thôi. Lại là hai người chia nhau hai cái mảnh lúa đầu tiên và một con chó khác dành cho Kurokyo. Cào Cào thì đang muốn lấy gì đây, liệu rằng có phải một cái gậy để hướng đến một bài đấu sức mạnh phép thuật hay không. Có thể là một bài đấu sức mạnh phép thuật khi mà đang có cho mình là một đôi vách ở nhà rồi. Kurokyo thì một con chó khác. Rõ ràng Cảo đang rất là muốn hướng tới cái bộ bài sức mạnh pháp thuật, bởi vì là form bài của Cảo bây giờ đang tương đối là ngon. Khi mà đã có từ có bao rô đồ từ sớm thì Cảo sẽ up cấp rất là nhanh khi mà tiết kiệm một lượng tiền cho mình. Vâng, bán thêm đi một con dinh từ rô đồ và thêm một con dinh từ hàng chờ nữa là lên dinh 2 sao luôn. Vâng, rất Cảo vâng Cảo nên để cái con người máy kia ở bên trái con sinh thì sẽ thành hình chữ Z. Vâng, hay chúng ta còn có thể lội ngược lại, đấy đấy là một cái dấu căn. Vâng, nhìn đội hình của Cảo xếp mà thực sự là hài hước.
Cảo đang chơi cờ mà mình cứ nghĩ là Cảo đang chơi xếp hình, rất là uyển chuyển, rất là uyển uyển chuyển chuyển, đúng là như và vậy. tạo và và tạo cho những người xem của chúng tôi một cái cảm giác nó hơi hào hứng một tí. Vâng, rất nhiều Hãy hình cùng được chờ vẽ xem ra bởi cả. những đúng rồi những thông điệp mà Cảo muốn gửi tới viewer và gửi tới hai caster ngày hôm nay là gì. À, mặc dù Cảo Cảo là một cô gái chuyên Anh, nhưng mà chắc chắn là đây là một cô gái giỏi hình học, chắc chắn là như vậy. Khi mà với Gọi mặc giỏi dù hình là chuyên mà Anh. rõ ràng là như vậy, xếp hình cũng rất là giỏi luôn, rất là mượt mà và rất là nhanh 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 nhẹn, nhanh tay nhanh nhẹn, Chuyên Anh nhưng giành mà chiến thắng. bạn đang thể hiện mình là một người rất đam mê về toán, vâng, đặc biệt là hình học. Vâng, tiếp tục ra Chitana, vâng, rất ra nhiều những con tướng hai và ba vàng là cho cả mà lợi Đỏ tức đấy ạ. Vâng. mặc dù là ego anh Long ạ, chuỗi của Cảo rất xấu nhưng mà đang sở hữu một cái láp láp đủ ổn ở thời điểm này dành cho Cảo rồi, 20 vàng ở thời điểm này. Dù sao thì Cảo ở thời điểm hiện tại vẫn đang chơi cờ mà, đã chơi cờ là phải ego thôi. Nhưng tuy nhiên rằng thế trận của Cảo Cảo đang là một thế trận tốt và chúng ta sẽ cùng đến với màn hình máy của game thủ chung cuối đang đép cho mình bộ bài tái chế đấu sự đấu sĩ và một cái lõi, à không phải là một con Taric thần tượng, gặp ngay cho mình bộ bài đó là Đây Zorak rồi, hai sao Kurokyo Cho Gắt 2. Kurokyo. Tôi thích con Cho Gắt này của Kurokyo quá. Và liệu rằng anh ta có thể comeback với bộ bài đấu mà đang đánh cho mình, đó chính là ngoại binh. Nhưng mà hình như anh ta chưa đủ ngoại Ngoại binh. binh nhưng chưa đủ ngoại binh. Anh ta chưa có Y-Lao. Hình như là như vậy. À, không không. Kurokyo hiện tại nó có một cái lõi công nghệ ngoại binh rồi rồi Anh ta có gì có ạ? nói công nghệ ngoại binh thì anh Một ta lõi công đã nghệ đủ ngoại binh. ngoại binh. Như vậy đã đủ ngoại binh và không biết là Kurokyo hiện tại thì mình đang là chuỗi bao nhiêu. Rất hồi hộp. Rất là hồi hộp và chúng tôi muốn nhìn màn hình máy của Kurokyo và trong thời điểm sắp tới đây xem là Kurokyo hiện tại đang có một cái chuỗi thua mấy rồi. Chung cuối thì anh ta hình như là bạn của Cảo Cảo thì phải. Khi mà Cảo Cảo XO thì chung cuối cũng là XO, vâng, đánh rất khéo đến từ chung cuối. Và các bạn có thể theo dõi cái bảng Khéo điểm của chúng léo, tôi khéo đang léo. ở bên bên dưới góc bên trái của màn hình. Đó là bảng điểm của chúng tôi sau trận đấu Xịn đầu tiên. Cảo Cảo thì đang có cho mình 10 điểm, chung cuối là 8 điểm và hai người đang có 10 và 8 điểm trong trận đấu đầu thì trận đấu thứ hai đang đánh XO. Và đây đây cũng là một cái điểm nổi bật ở trong mùa giải lần này khi mà chúng tôi đã áp dụng cũng như là cập nhật các cái tính năng làm sao để cho những người xem, những khán giả có thể theo dõi những diễn biến của các trận đấu trước đó mà nếu như chúng ta bỏ lỡ thì cứ khoảng vài phút thì chúng tôi sẽ hiện cái bảng điểm ở bên góc trái của màn hình thì mời các khán giả chúng ta có thể để ý một chút xíu. Giải đấu này thì chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày nỗ lực để có thể đem đến cho quý vị khán giả những cái trải nghiệm tốt nhất. Chính vì thế là có những cái gì mà chưa tốt thì rất là mong muốn khán giả có thể góp ý để chúng tôi có thể cải thiện trong những cái giải đấu tiếp theo cũng như là trận đấu tiếp theo. Và quay trở lại với màn hình máy của chung cuối. Huyết kiếm bé Rất em lẻ rất hợp vội lý vàng. mà thôi. Rất vội vàng, Rất chúng ta vội. có một con Chunder. Một con Chunder Full mà ba đồ, full ba đồ. đang có cho mình là cả kích tái chế cũng như là đấu sĩ rồi. Gặp Đang cho đứng mình ở ngay cả ô tick thần tượng. IQ. Nên cái tick IQ đã IQ. có cho em mình Heimerdinger 2 rồi anh Long ơi. Bài đấu rất khỏe nha. Rất sớm sủa, rất khỏe. Bộ bài nhà phát minh tái chế này đang là bộ bài đẹp tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Và nó lại còn full 2 sao nữa thì chắc chắn là negative IQ sẽ có một chuỗi trắng dài đây. Sẽ là một trận thắng thôi. Chung cuối anh ta phải cho mình một trận thua. Vâng, anh ta Khá đang đậm. đánh ego. Chúng ta đến với màn hình máy của Kurokyo. Lên cấp. 6 chuỗi thua 6 rồi. Nhưng mà chuỗi thua về Ồ. ngoại binh thì chúng tôi cũng không chưa biết được rằng là chuỗi thua ngoại binh của Negative IQ hiện Kuroko hiện tại đang là chuỗi thua bao nhiêu. Mình cứ Kuro anh ta bán cho mình có cho gắt hai. Anh ta bán để lợi tức và anh ta đang run 6 để muốn kiếm cho mình mid 4 hay sao? có lẽ rằng điều đó cũng dễ hiểu vì con cho cắt hai là tướng khổng lồ mà tướng khổng lồ lại cần tới hai vị trí trên bàn. Chính vì thế là nó khiến cho sức mạnh của anh ta bị giảm đi khá là nhiều. Và anh ta đang muốn nổ hũ rồi. Tôi nghĩ là anh ta đang muốn nổ hũ với con bài Mid Fighter này. Đã zone, đã xả tiền một chút để có thể là lấy cho mình một cái hũ nhỏ thôi. Ui, so có một con Fiora cầm bàn tay, lượng sát thương hơi thiếu một Rất tí. nhiều. May quá, tôi tưởng chừng như không giết được thêm một con, nhưng mà rất nhiều thương binh đến từ bài đấu của so. 37 máu cho Kurokyo, một cái chuỗi thua Có 7 lẽ ở level 6 của anh ta. rằng Kurokido hiện tại đang rất hồi hộp bởi vì là lượng máu của anh ta ở thời điểm giao ra 3.3 thì chỉ còn 37 máu thôi. Một cái loại công nghệ mài dao, tiến hóa tự nhiên và giáp tự chế. Những sự lựa chọn đáng cân nhắc của Kurokido. Anh ta lựa chọn mài dao thì phải. À không, anh ta lựa chọn là lấy 4 kinh nghiệm và anh ta sẽ không up được cấp và anh ta sẽ roll hết tiền. Anh Roll ta hết không tiền, quan có tâm lẽ đến là cái cả việc mà tiền anh ta thôi. up cấp nữa.
Bởi Một vì sự bây lựa giờ chọn game cũng khá đấu của hợp anh lý. ta sẽ tự up cho anh ta rồi. Anh ta đang muốn có cho mình một con Mid Fortune 2 để nổ cái hũ này. Một cái hũ 7 sẽ đem lại cho anh ta điều gì? Và liệu có thể comeback được không? Thời điểm hiện tại nếu mà đang là chuỗi thua 7 của ngoại binh thì anh nghĩ rằng đây là một cái hũ ngon đấy. Khá là ngon. Tôi mạnh Với dạn 5 dự ngoại đoán binh. luôn. Đây có thể là những cái mảnh đồ lẻ và có hai Nico. Thì không Hai biết là có Nico. đúng hay không. Hai Nico Colokio. và một chút đồ và một chút tiền nữa dành cho anh ta. Trận đấu đầu tiên thì anh ta dừng lại ở vị trí top 8. Trận đấu thứ hai này thì vị trí về máu của anh ta cũng đang ở vị trí thứ 8. Nhưng mà liệu rằng với một bài đấu mà đang sở hữu cho mình là một con Mid Fortune có hai đồ, nếu như lên hai hoàn toàn có thể đây là một bài đấu lổ hũ của Colokio. Nhưng mà bên phía bên Lượng kia đam của Mid thì Fortune khá là nhiều. đủ rồi Có anh lẽ là em một ơi, trận thắng thôi. Có lẽ là một trận thắng thôi. một trận thắng. Con Mid Fortune 1 mà đem lại cái lượng sát thương rất là lớn cho Kuroko. Và chúng ta cùng chờ xem. Đây là một chiếc hũ như thế nào. Mưa đạn của Một là cuộc sống Mifato. nở hoa. Hai là cuộc sống bế tắc. Và Vâng, phải có cùng xẻng. chờ một cái round này. Có Liệu xem. rằng có lấy xẻng hay không? Có những con tướng Không, anh muốn ta lấy tiền. Mifor rất ngon. Một con Mifor cầm cung. Rất tuyệt Cầm vời cho cung Kurokyo. là sẽ thành một cái diệt khổng lồ chăng? Giết khổng Mình lồ anh có thể là được lựa chọn dành cho vị trí của Mifato. Và anh ta đang có cho mình là một cái đập đồ nữa. Tiger Steel anh ta đang có cho mình 84 máu. Không có ai cháy ở trong trận đấu thứ hai này. Cả cả 70 đen đi 46. Nên cái tiếp IQ là 74. Và người đang giữ máu tốt nhất thì là GF So. Đang có cho mình là 96 máu rồi. hũ hũ này theo đánh giá của các viewer đang hơi mờ một tí, nhưng mà quý vị chúng ta có một cái ấn biến hệ Ui, hũ của Kurokyo. đột biến lấy cho mình một ấn xạ thủ, Canh Plăng. nhưng mà Bonzi ấy, theo như anh thấy vừa rồi là một cái hũ nó không được là hũ 7 đâu Bonzi ạ, Không, nó chắc chỉ hũ khoảng độ hũ 4 hũ 5 7. mà thôi, hũ 4 thôi, Nó là hũ cốt anh ạ. một Và một chút tiền Dendy, hũ vâng, tôi đang nhìn cái cút. mô zone 2. Muốn Dendy hết thương cận nhớ level 7. Và đã lên được cho mình là một con zone 2 rồi. Quá tuyệt vời với lượng đồ này. Cái điều đến đi cầm chỉ là một cái kháng hiệu Một ứng cái dành cho cuồng vị trí đao của cung zone thôi. sô và một cái cuồng cung gunnen. Và cần thêm một cái đồ đam nữa. Tùy thuộc vào trận đấu, nhưng mà có vẻ như là ở ra 3.5 mà đã có được một con zone 2 hết thương cạn nhớ như này thì nghĩ đến đây cũng là một cái game thủ tính đến thời điểm hiện tại là cũng tương đối đỏ. Và có lẽ rằng nghĩ đến đi sẽ comeback ở trong khoảng thời gian sắp tới mà thôi. Điên đi. Vâng, anh ta Đang còn form đang lại cho có mình cho một vài mình trận đấu học viện. rất tuyệt Có một vời cái rồi. ấn học viện nữa, rất tuyệt vời. Nói chung là không còn gì để nói nữa rồi. Hết nước Nước chấm. hết nước chấm, anh ta thiếu một cái nước mắt để có thể sử dụng cái biến học viện và chỉ cần những cái mảnh đồ kháng hiệu ứng dành cho vị trí của John thôi thì chắc chắn lượng sát thương của Dendy sẽ được đảm bảo ở khoảng thời gian 4 chấm trở đi. Với một con John 2 sao từ sớm như thế này thì một bài đấu kích hệ 4 Bốn cách thách đấu, đấu, bốn học viện, 4 học viện lượng đam thì quá là quá mạnh, nhiều. Lượng chính đam xác. rất là nhiều và có lẽ rằng các game thủ còn lại đang cầu nguyện rằng mình sẽ không phải gặp nghĩa này đi trong thời gian hiện tại. Vâng, hai nhà có cho mình đó chính là Cho một, gặp cho mình là nghĩa này đi. khó quá, John sẽ hút lại lượng máu của mình và sẽ dứt điểm Và đi lần lượt. chính xác là như vậy. Mặc dù Zone đã bị cảnh binh ở đầu này, một số các cái lượng CC vào đầu, nhưng tuy nhiên rằng khi anh ta thức tỉnh lại đã trở thành một con quái vật. Chém rất đau. Vâng, tôi đang nhìn thấy một con Warwick. Hình như là đó là một con Warwick có cho mình những cái mảnh đồ chăn đồ ở khoảng thời gian ban đầu. Và chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng Dendy ở trong round đánh quái này anh ta có thể ra được cho mình thêm những cái món đồ dành cho vị trí của John hay không. Anh Bonji, ngày hôm nay thì có lẽ rằng là NS nghĩa đến đi cũng không còn xa lạ gì với cả Bonji nữa rồi, thì Bonji có thể đưa ra một chút nhận xét về nghĩa đến đi được không? Bởi vì là bản thân cá nhân anh là một viewer đấy, anh xem nghĩa đến đi là một người chơi cũng rất là hay, rất là chai hát, nhưng tuy nhiên là nghĩa đến đi dường như là đang chưa có duyên với những cái giải đấu lớn thì phải. Đúng là như vậy, nghĩa là đi đã tham dự giải đấu xuyên suốt giải đấu từ mùa 1 cả giờ châu Trần Văn đến giờ châu Trần Tim và cũng đã có giải đồng đội rồi, nhưng mà về mặt giải cá nhân thì Đen đi hình như là chưa có giải cá nhân dành cho vị trí của Đen đi và rất hy vọng rằng với mùa giải thứ 12 này Đen đi anh ta với một cái phong độ đang rất cao, tôi đang biết Đen đi đang có một cái phong độ rất cao và cùng hy vọng rằng Đen đi anh ta sẽ thể hiện tốt ở trong cái loạt đấu ngày hôm nay. Và anh ta đang tôi hôm nay tôi có theo dõi buổi livestream của Dendy và
anh ta đánh rất bay và thực sự là hay. Một thành vời, viên của team NS Gaming. Và có lẽ rằng nếu mà anh nhìn cao thủ là tốt thách đấu rất rất nhanh anh Long ạ. Có lẽ rằng nếu mà nghĩ đến đi là một người có năng lực và một người có ý chí như thế mà lại chưa được những cái giải cá nhân nào thì tôi nghĩ là một phần là do cái tên ấy. Nghĩa rồi, đúng rồi anh ạ. Đen đi thì tôi nghĩ rằng là đỏ thì khó lắm trong các giải đấu. Chơi một anh... game nhân phẩm như này tên mình là đen đi thì nó mang tính gì đó rất là tâm linh đúng không Bonzi? Đúng là như thế. Cái tên có vẻ là không đẹp. Nhưng mà đây negative IQ. Anh ta đang lấy cho mình, anh Long ơi, tất cả những đồng minh đứng quanh Hào Quang nhận 75%. Rất phù hợp cho bộ bài pháp sư, khi bộ bài pháp sư là một bộ bài có thể co cụm lại được. Ui rồi. Và ơi, khi mà thần tượng như này mình kích được lên hai thần tượng thì các pháp sư sẽ liên tục xả skill. Vâng, tôi đang nhìn thấy một cái hình lục giác được vẽ ra. Rất nhiều hình đã được vẽ ra trong ngày hôm nay, được truyền cảm hứng từ cô gái xinh đẹp của chúng ta Cảo Cảo. Và ngày hôm nay Negative Aki cũng đã vẽ cho mình một cái hình lục giác. Và một bài đấu đẹp như thế này, một cái biến thần tượng, một cái ấn thần tượng, một cái hai loại công nghệ thần tượng thì chính xác hơn. Vâng, hai cái loại công nghệ thần tượng. Nhưng mà lượng sát thương chưa đủ để có thể dứt điểm đi một dàn tanh quá cứng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thua một con cũng là hợp lý trong bài đấu của Negative IQ. Nhưng mà hình như bài đấu của Negative IQ cũng chưa phải là một bài đấu quá như ý ở level 7. Anh ta không muốn xếp con Darius vào cái ô thần tượng kia. Đơn giản anh ta không muốn đội hình của đối thủ tràn vào. Nhưng bây giờ anh ta bán đi và để cho con Bram. Không, anh quyết định là cho con Sinh cầm đồ. Negative IQ thua ở tình huống vừa rồi cũng là một phần là do là anh ta mới xoay sang bộ bài này. Chính vì thế là cái khung bài nó chưa được khỏe lắm. Rất là nhiều con tướng một sao ở trên bản đồ. Anh ta vừa xoay bài từ đội hình nhà phát minh sang mà thôi. Có ui rồi ôi, Cảo Cảo lắc hai sao, hai clip phép chắc là bốc hơi luôn. Tôi đang cảm giác hình như Cảo Cảo đi luôn không? Cũng đi luôn anh Long ạ. Đồ này Cảo đi Cảo luôn. Cảo hôm nay hình như vừa chơi vừa thắp hương ấy. Cảo Cảo không, anh Long không, tôi nghĩ không phải là thắp hương đâu, đây là nội tại của Cảo anh Long ạ. Nội tại của Cảo. Đây là một cái đối thủ thực sự đáng gờ. Lõi công nghệ cũng rất đẹp, một cái lõi free zone và một cái lõi về thần tượng. Đó là lõi đẹp cho đúng bài rồi. Đấu mà Cảo đang chơi. Có ngay một cái lắc 2 sao. Một cái lõi khu giao dịch và con lắc của Cảo Cảo đang có cho mình bùa xanh cũng như là hai clip phép rồi, rất là uy tín. Cảo Cảo cũng đang vẽ cho mình một cái hình lục giác. Và Kurokyo. Negative. Kurokyo anh ta chỉ Kurokyo. Liệu Kurokyo có làm thêm một cái còng được không? Vâng. Một cái còng số 8 siết tay nữa, một cái còng số 8 siết chân nữa là vừa đẹp. Hai còng. Ngày hôm qua thì hai đồng đội của anh ta là FVM Cường Thách Đấu và FVM FVM đó chính là chàng trai hay còn có cái tên gọi thường nhật gọi là nam béo nhưng mà hay chúng ta gọi là Maybe One. FVM Maybe One cũng đã dừng lại rồi, phải dừng lại rồi. Ngày hôm nay thì đi theo tiếng gọi của các anh em đội của mình. Có lẽ rằng Kurokyo không muốn sự cô đơn ở trong giải đấu này, anh muốn đi cùng những người đồng đội của mình và là một người đồng đội tuyệt vời. Ồ, nên cái tiếp bạn các anh kêu anh thắng rất vội nhưng mà làm sao đủ tiền để run đây học giả. Không vội được, không vội được, anh ta vẫn còn 33 máu. Trong tình huống vừa rồi thì bản thân tôi nghĩ rằng anh ta hoàn toàn có thể lì thêm 1-2 dao nữa. Bài đấu anh ta tôi nghĩ rằng với một con lắc cầm đồ như này, có ô thần tượng như này thì hoàn toàn có thể có hy vọng được. Có đúng thua rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng không thua nhiều. Nhiều được. Tôi nghĩ cũng chỉ là thua một lắc 2 con mà thôi. Đủ tiền. Bây giờ lên được cấp 8 thì không có tiền để làm gì cả. Cũng gần như là chỉ thêm tướng mà thôi. Vâng, anh ta lên 8. Một bài đấu hiện tại đang rất khỏe. Tiger Steel Net. Liệu rằng có phải là một bài đấu top 1 nữa của thách đấu hay không? Khi mà bài đấu tôi đang nhìn quá kinh khủng của Tiger Steel. Mặc dù anh ta giảm tanh đang rất mỏng nhưng mà lại có cho mình một con zone 2 cầm cho mình một cái vô cực kiếm cũng như là kiếm tử thần. Lượng sát thương gây ra là quá nhiều. Đồn đánh của pháp sư là một cái ấm. Worry, không, anh ta sẽ đánh 4 học viện rồi. Anh ta lấy biến học viện anh ạ. Biến học viện và anh ta sẽ đánh 4 học viện. Anh ta thiếu Leona. Còn đây là John Stillnet. Ui, hình như có sự nhầm lẫn của Bonzi thì phải.
bởi vì anh nhìn thấy hàng tanh của Steamnet đang rất khỏe khi mà có hai hình nhân thế mạng Hai hình nhân đúng là như thế. có Yuumi rồi, một con Mày cũng rất học viện mạnh từ rồi. rất sớm, học viện học giả Yuumi là một con tướng rất đa dụng ở trong cái map này, và đặc biệt là khi mà chúng ta chơi carry như kiểu con Zone thì con Yuumi là một cái con tướng quá phù hợp với Zone ở thời điểm hiện tại ở 6 trong cái thách meta đấu. này. Chính xác, 6 thách đấu, hai biến thách đấu và học viện. Bây giờ anh ta vẽ ra được cho mình cái kháng ứng nữa thôi thì thực sự là hết nút. Bài đấu quá mạnh của TG Steel. Nhưng mà bên cạnh đó, tôi và anh Long đã phải chia buồn với cả Kurokyo lần 2, khi mà anh ta đã phải dừng lại ở vị trí top 8 rồi. Hai trận đấu top 8 dành cho vị trí của Kurokyo. Và cơ hội đi tiếp của Kuroko hiện tại cũng giống như cả Kuro gặp một bức tường trống vắng vậy, gần như là không có một cái cửa nào cả. Nếu như nói vui trong anh em bóng đá là cơ hội đi tiếp của Kuroko bằng với cả cơ hội mà MU có thể vô địch được ngoại hạng Vô Anh, địch đó là con số à? 0. Nhân nhân tiện đây thì cũng chúng ta cũng đã anh Bonzi và Caster Đức Long ngày hôm nay cũng cùng chung một cái đội bóng yêu thích, đó chính là MU. Nhưng mà MU dạo gần đây thì đem lại cho chúng ta nhiều sự thất vọng hơn là những niềm vui, đúng không Bonzi? Đúng là như thế. Mỗi lần MU thi đấu thì tôi luôn lo sợ, và thậm chí là có những trận đấu mình không dám xem bởi vì là sợ đội đội nhà bị hấp diêm. Vâng, còn đây rất nhiều những con tướng quân đoàn, không, đó là những con tướng thách đấu, đúng rồi, tôi thường nhầm quân đoàn và thách đấu, và đơn giản đây là một cái hệ kích tốt của đánh Như nhau như nhau. Thách đấu đó chính là một cái hệ quân đoàn được nâng cấp cộng thêm với cả là kỵ sĩ của mùa trước. Khi mà sau khi mà kết liễu được đối thủ thì các cái con tướng thách đấu sẽ lao vào cái đối tượng tiếp theo và có thể x2 tốc độ đánh lên. Một cái hệ có thể nói rằng đang rất được Riot ưu ái ở trong mùa giải mới này. Chính xác, bàn tay cuồng đao có thể là một cái sự lựa chọn dành cho vị trí của Kurokyo. Có thể là một cái cuồng đao Unsu sẽ là có thể đẹp nhất ở trong thời điểm hiện tại. Cuồng đao Unsu không? Clear team rất nhanh khi mà có cả Yuumi cũng như là Anh ta đang các cân thứ các nhắc. thứ nữa. Đang cân nhắc, đang suy Bàn nghĩ. tay. Thùng đạn. Và anh ta Được cảm thùng thấy rằng đạo, tay của rất mình hơi chắc mỏng, anh ta kèo. làm thùng đạn. Cho nó chắc Chắc chắn. kèo quá, chắc Ui, kèo quá. tôi không nhìn thấy con John của TG Steel đâu cả. Lượng sát thương Có lẽ gây là một ra hình như là pha 6 sát thủ từ rồi. Sako. Có lẽ là Sako đã một pha chọc đâm đâm ở sau lưng khiến cho con Zone này bốc hơi. Một Và có lẽ pha rằng là sát thủ cũng là một cái bài khá là khắc chế Zone này, bởi vì là Zone sợ nhất là các cái con tướng nó có thể sốc sát thương mạnh. Và những sự sốc sát thương mạnh thì nó lại có ở tất cả bộ bài sát thủ, đúng là đặc biệt như là thế. từ Sako. Khi một bài đấu mà bạn đánh cho mình đối đầu với Sako thì nếu bạn cầm bài đấu thách đấu thì việc bạn cần làm sao giấu được con Zone Đúng rồi. càng lâu càng tốt, Sống càng lâu thì càng khi lâu đó đúng thì sát thủ sẽ bị hạ gục mà thôi. Nhưng mà TG Steel anh ta chưa muốn xếp con Zone lên đầu, bây giờ mới đẩy lên live trên một chút. Và hai con Zone đối đầu với nhau đen đi. Nghĩa đen đi. Tôi đang Nghĩa đen nghiêng về đi. TG Steel hơn. Một con Zone của TG Steel tôi đang cảm giác chất lượng hơn là một con Zone của Nghĩa đen Hơn. đi. Bông Khi chéo sức đã đọc. có Yuumi và đã có full ba đồ đan. Nó thích Nghĩa đấu đen nhanh đi quá. thì form bài thách đấu của Nghĩa đen đi thì nó đang chưa thực sự hoàn thiện, nhưng mà con Fiora mới chỉ là 1 sao và vẫn đang kẹp cho mình những cái hệ tộc khác như là Gravette. Hiện tại thì đang tín hiệu đang có vẻ hơi giật lag một chút xíu, và Nghĩa đen Mừng đi đã dừng lại ở vị trí đã top 7 dừng rồi. lại vị trí top 7 rồi. Mừng tôi đang nhìn thấy Cảo Cảo đang đẹp quá tốt với con lắc. Trong khi đó So, GF So thì anh ta đã lên cho mình là cấp 9 rồi. Rất sớm, lên 9 từ rất sớm. Và trùng cuối thì anh Vội ta đang đẹp vàng bằng đấu sĩ và lên sạc. Một con Taric để kích đang hoạt. đang Và anh thiếu ta cho đang mình rất một chậm. con đồ gót nữa, Kai'Sa, không có đồ. Kai'Sa Hơi không có khó. đồ, huyết kiếm không phải là đồ mà Kai'Sa cần. Kai'Sa sẽ chỉ mạnh khi mà có đủ một cái lượng đồ để cô ta có thể hồi lại máu cũng như là gây một cái sát thương lớn. Đối đầu là Negative IQ đang có một bộ bài phép thuật rất là mạnh mẽ. Một con lắc Còn cầm đồ không thể đẹp hơn được nữa. Negative IQ anh ta cũng đang sở hữu một con lắc rất điên. Vâng, gần Có lẽ như là là khó mà một có cơ lần hội dành cho ulti nữa là đi thôi. Ugot. Một bài Negative IQ đang hiện tại đang rất là mạnh. 10 máu, có lẽ là Negative IQ có thể dãy cho cái map này được.
Năm 261 thì anh ta lại phải vừa dừng lại rồi. Chùm Ta sẽ cuối thì cùng đến với sao? lựa chọn giao đi chợ của các game thủ chùm cuối đang có một cái ấn nhỏ nhưng có võ hay là nhanh nhẹn gì đó đang được hồi máu qua từng giao đấu hai máu và đi nhanh hơn gấp đôi đối thủ. Một cái lựa chọn rất thú vị. Bonji ơi, Bonji đã từng trải nghiệm cái lõi công nghệ ấn cái chạy nhanh, cái linh thú chạy nhanh này chưa? Chàng trai năm 261 thì đã phải dừng lại top 6. Trận đấu đầu tiên anh ta cũng có top 6 ấy, anh Long ạ. Kudokyo trận đấu đầu tiên top 8 thì cũng dừng lại ở vị top 8. Và năm 261 hai trận đấu top 6. Vâng, liệu rằng đây có phải là một cái điểm không dành cho hai chàng trai này. Trong khi đó Cảo Hay là Cảo như vẫn vậy. đang là người giữ máu quá tốt với một con lắc cầm đồ như thế này, Rất bốn pháp tuyệt. sư và hai Hai thần thần tượng. tượng, hai thần tượng thì được hồi thêm một lượng mana 5 mana mỗi giây. Cả phải phải đối đầu với cả trùng cuối. Hãy cùng chờ xem. Bị hất tung CC quá nhiều. Và đây là một con Ugot có vô cực kiếm, nhưng mà làm sao để dứt điểm đi cái dàn danh Rất quá khủng khó, khiếp này của Cảo rất đây. khó. Khó quá. Những pha cầu vòng tối thượng như thế kia thì thực sự là hết Rất sức lực khó để chống. có thể đỡ được. Đúng Mỗi rồi một anh phát bắn là cứ hơn 1.000 máu, crit lên là 1.500, gần 2.000. Thì thật khó mà lúc đi có thể chịu được ở thời điểm hiện tại, khi mà nhất là khi mà trùng cuối lại không có cho mình những con tướng có thể là những con tướng thuật sư để có thể có được những cái lượng kháng phép nhất định. Cào cào cô Đó, gái thêm chúng một con ta Saphir 2. còn đang kẹp tái chế vào cơ. Cô gái chúng ta hơi dị, còn kẹp con dích Cào để lấy cào tái cào chế cào đang dành muốn cho cái kẹp thêm ghế. một thần tượng nữa để có ba thần tượng, tăng thêm lượng hồi máu dành cho Lắc. Có lẽ là một lựa chọn không tồi đâu. Saphir cũng là một con tướng khá là tốt, khi kích được thêm một thần tượng và có thể hồi máu ở trong lúc mà Con lắc, con lắc của hai cào Lắc đối cào đầu với nhau. nếu như là ba thần tượng thì thôi hơi khó để có thể hạ gục được một con lắc như thế này. Và URF thì chắc chắn đây là một chiến thắng, và gần như cái tiếp IQ anh ta sẽ phải dừng lại thôi, sẽ phải dừng lại. Rất khó để chịu được lượng sát thương lớn đến từ lắc khi mà kích hoạt cho mình là bốn ma pháp sư. TG Steel đang còn lại cho mình là 22 máu, nhưng có mặt trong top 3 rồi. Trận đấu của chúng ta đánh rất nhanh 6.1, nhưng mà cũng chỉ còn lại cho mình 3 nhà. Chùm cuối đã phải dừng lại ở vị trí top 4, và một trận đấu mà Negative IQ anh ta cũng đánh cho mình một vài lắc, nhưng có lẽ cái việc mà có lắc của Cảo quá kinh khủng với những pha crit với cái ultimate của mình thì chàng trai Negative IQ đã phải dừng lại ở vị trí top 5 rồi. So thì là người đang dự máu rất tốt, 59 máu dành cho So, và So đã lên 9. Ở trận đấu hiện tại thì tôi đang nhìn thấy rằng những cái sự may mắn cũng đang mỉm cười với Cảo Cảo, khi mà nội tại của cô ta đã phát uy rất là đúng thời điểm. Khi mà tôi có để ý rằng là trong lúc hiện tại thì không có nhiều người có cho mình một cái vút rồng, không có nhiều vút rồng ở trong lúc này. Chính thế là những cái pha crit chép của con Lux trở nên nó mạnh mẽ hơn và nó nhiều sát thương đau hơn. Vâng, tính nhẩm phải nói là rất giỏi đến từ Cảo. Cô gái chúng ta nhẩm vừa khít lượng vàng. Vâng, đây là một pha tính toán có ý đồ của Cảo. Và 6.1 level 9 và đã có cho mình ba thần tượng. Bây giờ lắc của Cảo sẽ có hồi phục. Thì làm sao để có thể hạ gục một con lắc như thế này đây? Một cái máy chiếu Không để chiếu không những có Galio. hồi phục mà có rất nhiều hồi phục. Từ đến cái chiêu cuối của con Saphir, nó cũng đã là một cái chiêu hồi phục cho cả team. Thêm một cái lượng hồi phục đến từ 30% của nội tại tích đủ 3 thần tượng nữa. Một bài Và đấu tiếp lên tục. So là một bài đấu lên 9, nhưng mà tôi cảm giác như một con Galio cầm đồ như này nó không mang lại quá nhiều hiệu quả khi mà phải đối đầu với một bài đấu cả đang sở hữu, đúng không anh Long? Quá Khi nhiều mà gan. Galio sử dụng cho mình cái khổng lồ giáng thế thì gần như là đội hình của Galio bốc hơi rồi, rất Không có khó. nhiều ý nghĩa, không có nhiều ý nghĩa cho một con Galio như vậy ở trong thời điểm hiện tại, khi mà nó giống như một cái bao cát di động mà thôi. Cũng để cho Lắc tập bắn cầu vồng đối thượng. Tôi nghĩ rằng So anh ta nên cân nhắc để kẹp thêm cho mình những con tướng 5 tiền tiếp theo, và sẽ sử dụng tốt cái lượng sát thương đánh xa để có thể hạ gục được cái dàn tanh đang quá mạnh mẽ của Cảo khi mà Cảo đã lên 9, và kẹp thêm cho mình một con Seraphine để giúp cho cái khả năng tăng tốc đánh cũng như là khả năng hồi phục đến từ cái đội hình của Cảo
sẽ trở lên hiệu Chúng ta quả. sẽ cùng đến với màn hình máy của TG Steelnet khi anh ta chỉ còn lại 6 máu và dao này sẽ gặp cảo. Liệu có một sự đột biến gì đó không? Anh ta đang xếp một hình nhân thế mạng ở phía góc để có thể hướng sự tập trung của con Lắc về phía đấy. Lắc đang bắn. Rune hiện tại vẫn đang khá là an toàn nhưng lại ui Zon chém, Zon bị đẩy ra một bởi Janna. Một pha hất tung, một pha hất tung rất đẹp của Janna. Lắc của cảo cái mạng cho Steelnet hay không? Tôi có Steel đang đép được rồi. Steelnet vẫn sống được rồi, vẫn dãy được, vẫn dãy được. Vâng, sẽ là đép được. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Trận thi đấu này thì người cứu Steelnet không phải là cảo và cũng không phải là Steelnet tự cứu lấy mình, mà con Janna của cảo cảo đã cứu Steelnet một mạng khi mà một cú đẩy rất đẹp mắt, một pha gió mùa nhưng mà không mang lại quá nhiều ý nghĩa. Và Fiora có làm được trong pha vừa rồi và bây giờ lại là một bao đấu random đồ rất đẹp, một cái cuồng cung cũng như diệt khổng lồ dành cho vị trí của Fiora. Nhưng mà câu chuyện được đặt ra là làm sao TG Steel anh ta né được đây. Đang muốn dùng cái diệt khổng lồ để chém thẳng mặt vị trí của Galio, nhưng mà sẽ bị dính tim băng ở trong pha này. Pha này đang tương đối không đẹp khi mà Zone của Steelnet gặp ngay phải con Fiora thì bên kia và đã bốc hơi luôn rồi. Đó là những điều mà chúng ta đang lo sợ khi mà con Zone đã bị tiêu diệt ngay từ những phút giây đầu tiên của giao đấu. Thì gần như là lượng đam của Steelnet đã không còn nữa rồi. Và có lẽ là Steelnet sẽ dừng lại top 3 mà thôi. Sẽ là một trận đấu top 3 dành cho chàng trai TG Steel. Trong khi đó không đây rồi thì cảo cảo đã phải nhận một trận thua trước bài đấu của So. So anh ta lên 9 và bây giờ bài đấu anh ta đã mạnh mẽ hơn. Fiora có cho mình biến một cái ấn biến hạ, đó chính là học viện. Tôi nghĩ là một pha vừa rồi của Sowan cũng là một pha xếp bài tinh quái để cái Fiora có thể đục sớm được vào trong các cái quân chủ lực của cảo cảo. Đúng thế, tôi đang cảm thấy khe của cảo cảo bị hở. Cái khe đúng bị hở và những cái khe của những bạn nữ thì các game thủ rất là muốn có thể đâm vào đúng không? Và rõ ràng một tình huống một cái khe rộng như thế này thì chắc chắn là Sowan đã tính toán đến cái việc sẽ đâm thật mạnh vào. Và Sowan anh ta đã làm được ở round đấu vừa rồi, nhưng mà câu chuyện được đặt ra anh ta có thể làm được trong pha tiếp theo và quyết định là ghép Kai'Sa cầm cho mình, đó chính là giáp gai để né đi những pha chí mạng đến từ vị trí của Lắc. Rất thông minh. Một cái lốc, một pha lốc của cả cả quyết định lốc cho mình Galio rồi. Vâng, Janna chưa thể sử dụng kỹ năng, bây giờ mới sử dụng được kỹ năng. Vâng, đang bắn. Anh không chờ xem. Lắc đang vẫn đang được trả ulti. Ui, và đam chính của Sowan đã bốc hơi rồi, chỉ còn lại con Galio mà thôi. Và round đấu này thì đã giành chiến thắng cho cảo cảo. Một pha lốc tốt, một pha có tính toán đến từ vị trí của cảo. Bốn học giả quá kinh khủng. Pha trưởng lực liên tục, pha bắn ultimate thực sự là mang cái tính chất lượng sát thương quá lớn đến từ vị trí của Lắc. Khi mà con Galio bị lốc khiến cho cái lượng CC ở khoảng thời gian đầu giao tranh của chàng trai Sowan bị chậm so với một bài đấu bốn học giả của cảo, và khi mà con Galio hạ xuống thì gần như những người đồng đội của Galio đã bị bốc hơi rồi. Một con Kai'Sa di chuyển không quá thông minh, nhưng mà anh Long, anh có nghĩ rằng một con Kai'Sa sẽ hiệu quả hơn Fiora hay không? Một con Kai'Sa trong pha vừa rồi, Kai'Sa phi ra một cái góc thực sự không đẹp. Bản thân anh thấy rằng là con Kai'Sa này nó không thực sự đẹp khi mà con Kai'Sa nó cái nội tại của nó khi ulti nó sẽ chạy ra xa nhất ở cái khu vực đối thủ. Chính vì thế lại nếu mà xa nhất thì lại vào ngay tầm ngắm con Lắc. Nên là đó, em có thể nhìn thấy Kai'Sa lúc nào vào tầm ngắm con Lắc, nhưng mà lần này có vẻ như rằng Kai'Sa đã biết cách sửa sai rồi. Còn đó là Galio. Tuy nhiên rằng đội của cả đang rất đông. Ui đông. Một pha, hai pha đấm phải nói thực sự đau của cảo. Vâng, cảo cô gái chúng ta vẫn đang được Freerun ở level 9 và đây là Kai'Sa 2 lên cho vui. Lên cho vui thôi, xong lại bán đi. Bọn mình nhiều rồi, mà làm anh em mình có rồi. Comment cái bài của cảo cảo là có một khe hở để có thể Fiora đâm vào. Thì anh em Fiora lại đi hiểu theo hướng khác và đang có những cái bình luận tương đối là trái chiều. Chúng ta chỉ nên tập trung vào game đấu này thôi nha anh em nhá. Và đây là một cái bàn tay công lý của con Lắc rồi. Cảo cảo đang block rất tốt những con chúng carry ở bên phía đối thủ.
không lốc được Galio thì Cảo Cảo lốc Kai'Sa. Cảo Cảo biết rằng khi lốc được Galio một lần thì chắc chắn không có lần thứ hai. Và trong cái pha rao đấu trước thềm đánh quái thì Cảo Cảo anh cô gái chúng ta quyết định lốc cho mình, đó chính là vị trí của Kai'Sa. Chắc chắn là như vậy. Và hai bài đấu này thì Bonji đang nghiêng về về bài đấu đó nào hơn? Đối với anh thì anh thấy rằng là nó khá 50-50, và nó chỉ là một phần nào đó may mắn và một cái xếp bài nhanh tay. Cảo đang muốn sử dụng Kai'Sa. Kai'Sa rất quyết Ui, đoán, cô gái của chúng ta đã thể hiện là mình là một nhưng mà người rất là Cảo quyết Cảo đoán. đang xoay Liệu có vào kịp hay một cái không? thời điểm rất nhạy cảm. Cảo Cảo đang xoay ở một cái thời điểm thực sự là nhạy cảm. Tiếp lốc không? Và Không cùng kịp chờ lốc xem rồi. quyết định vô cùng táo bạo đến từ cô gái của chúng ta. Seraphine. Và đây là con Và cùng chờ Kai'Sa, nó xem. không giá trị như con lắc. Chính Thực xác là sự là như như vậy, vậy. vì nó không có một hệ nào cho con cai sa này, và nguyên sản Và sẽ Cảo đi luôn Cảo 27 hơi máu. đáng tiếc của Cảo. Hơi đáng tiếc. Một bài đấu thắng của Cảo Cảo, nhưng mà cô gái chúng ta quyết định đẩy carry dành cho vị trí của Kai'Sa. Nhưng mà một con Kai'Sa không có Shoji thì hơi khó để Kai'Sa có thể sử dụng những pha báo tố của mình. Và khi đó cái khoảng trống được tạo ra quá lớn để JC cũng như là một pha hất tung tốt đến từ vị trí của Galio chấm dứt đi cái dàn tanh cũng như là lượng gây sát thương đến từ vị trí của Cảo. Một con Yuumi làm choáng tốt và gần như Kai'Sa của Cảo không được chơi ở trong round đấu cuối cùng đó. Và một trận đấu top 1 dành cho vị trí của So-1 và một trận đấu top 2 dành cho cô gái của chúng ta. Nhưng mà phải nói là cái phong độ đang rất ổn định dành cho Cảo. Đã Cuối có cho cùng mình rồi. 18 điểm sau 2 game đấu. Và sau trận đấu đầu tiên thì anh ta dừng lại với chiếc 5 thì trận đấu thứ hai anh ta đã có cho mình một trận đấu top 1 rồi. Một trận đấu xứng đáng của So khi mà anh ta lên 9 từ quá sớm. Tôi nhớ không nhầm hình như 5.2 hay 5.1 thì chàng trai So của chúng ta đã lên 9 rồi. Và đến 7.1 thì anh ta mới có thể hạ gục được đối thủ là Cào Cảo. Và có lẽ bây giờ mình và MC Đức Long cùng các bạn khán giả sẽ nghỉ ngơi trong ít phút. Và các bạn đừng đi đâu ra cả, chúng tôi sẽ trở lại ngay khi mà trận đấu cuối cùng của bảng B bắt đầu. Tham gia group TG và những người bạn, nhấn theo dõi các kênh của TG TG để nhận được những thông tin hấp dẫn về đấu trường chân lý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.